Úc ức vì bị Mỹ Úc đâm sau lưng, Tổng thống Pháp ra mệnh lệnh khẩn, tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị, Tin vui về việc thành lập liên minh quan hệ AUKUS giữa Mỹ, Australia và Anh được chào đón và tung hô rầm rộ bao nhiêu ở bên kia bờ Đại Tây Dương và ở xứ sở chuột túi thì lại đang gây thất vọng và phẫn nộ bấy nhiêu ở nước Pháp. Bởi cùng lúc, Thủ tướng Australia đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng thế kỷ trị giá 60 tỷ USD mua 12 tàu ngầm của Pháp để đón nhận tàu ngầm công nghệ hạt nhân được Mỹ hứa hẹn. Báo chí Pháp gọi đây là một sự phản bội sẽ làm rùng chuyển không chỉ quan hệ đồng minh Pháp-Australia, mà cả tổng thể quan hệ Pháp-Mỹ và một số đồng minh có liên quan. Mỹ và Úc đã lên một kế hoạch đầy tinh vi, đã bí mật đàm phán công nghệ tàu ngầm hạt nhân trong bóng tối, phá vỡ hợp đồng quốc phòng lớn nhất của Pháp và khiến Tổng thống Emmanuel Macron tức giận đến mức đã ra lệnh triệu hồi ngay lập tức các đại sứ của Pháp ở Canberra và Washington, sau đó là rút đại sứ ở cả hai quốc gia này khỏi Pháp đây là điều chưa có tiền lệ quyết định của ông macron là sự leo thang khiến cả thế giới ngỡ ngàng phơi bày mối quan hệ đồng minh tưởng chừng như rất kháng khích nhưng thực chất lại ê chề giữa washington và paris pháp nhận ra rằng hai đồng minh thân cận nhất của họ đã đàm phán bí mật trong nhiều tháng không khác gì một vụ ngoại tình chấn động pháp cho rằng nước này bị đâm sau lưng khi bị australia cùng với anh và mỹ qua mặt trong thỏa thuận mỹ anh cùng phối hợp chế tạo tàu ngầm năng lượng hạt nhân cho australia vì thỏa thuận này mà hợp đồng chế tạo 12 tàu ngầm thông thường trị giá 60 tỷ USD mà Australia và Pháp đã ký năm 2016 đã bị hủy bỏ. tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Anh giấu tên cho biết, người Úc đã tiếp cận chính quyền mới ngay sau khi tổng thống Joe Biden nhậm chức và đi đến kết luận rằng họ phải rút khỏi thỏa thuận cung cấp tàu ngầm trị giá 60 tỷ USD với Pháp. Người Úc lo ngại những chiếc tàu ngầm chạy bằng điện thông thường của Pháp sẽ lỗi thời vào thời điểm chúng được chuyển giao. Nước này quan tâm đến việc tìm kiếm một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dựa trên các thiết kế của Mỹ và Anh, thứ vũ khí có thể tuần tra các vùng biển khu vực khó bị phát hiện hơn. Nhưng ở thời điểm ấy, Mỹ và Anh thắc mắc không rõ người Úc sẽ làm cách nào để chấm dứt thỏa thuận với Pháp. Thương vụ vốn đã vượt quá ngân sách và chậm so với kế hoạch. Họ nói sẽ tìm cách ứng phó với Pháp, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ New York Times xét trên mọi phương diện úc chưa hề nói với người pháp về việc chuẩn bị hủy bỏ thỏa thuận thứ mà cả hai đã mất nhiều năm để đàm phán tương tự trong một cuộc gặp với người đồng cấp pháp cả ông biden và ngoại trưởng mỹ antony j blinken cũng không thông báo cho pháp về kế hoạch nói trên một quan chức mỹ giấu tên tiết lộ các trợ lý cấp cao của biden chỉ thảo luận về vấn đề với người pháp vài giờ trước khi liên minh aukus được công bố ở nhà trắng Chuyện sau đó diễn ra như tất cả chúng ta đã biết, đó được coi như là một vụ nổ làm tan nát niềm tin vững chắc của Pháp dành cho một trong những đồng minh lâu đời nhất. Quyết định của ông Biden là kết quả của một suy tính tàn bạo khi một quốc gia nhẫn tâm trong việc xác định một đồng minh này quan trọng hơn đồng minh khác về mặt chiến lược, điều mà các nhà lãnh đạo quốc gia và các nhà ngoại giao thường hiếm công khai. Tàu ngầm của Pháp sẽ trở nên lỗi thời vào thời điểm 15 năm sau khi bắt đầu quá trình chuyển giao. Để đối phó với Trung Quốc, thứ vũ khí này được coi là không khả thi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do người mỹ và người anh triển khai là sự thay thế hiển nhiên nhưng các quan chức mỹ và australia đồng tình rằng nếu người pháp biết được hợp đồng lịch sử của mình bị phá hoại nước này gần như chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận kế hoạch thay thế vì vậy, hai nước quyết định giao kế hoạch cho một nhóm rất nhỏ các quan chức xử lý và không đề cập đến nó với người Pháp. Ông Biden cũng không nhắc đến kế hoạch trong cuộc trò chuyện thân mật với ông Macron tại cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6 ở Cornwall, nơi cả hai ngồi bên bờ biển và nói về tương lai của Liên minh xuyên đại Tây Dương. Theo cơ quan chức Pháp, ông Biden đã giữ im lặng vào ngày 25 tháng 6 khi người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le chào đón ông trở lại Paris, nơi ông Blinken đã trải qua 5 tháng trung học. Và gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 8, khi các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Pháp và Úc tổ chức tham vấn hàng năm, họ đã đưa ra một thông cáo chung cho biết hai nước cam kết hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và củng cố hơn nữa thỏa thuận tàu ngầm hiện đại. Trở trêu thay vào thời điểm đó, người Úc không chỉ giết chết thỏa thuận, họ gần như đã ký xong khung thỏa thuận mới với Washington và London. Đại sứ Pháp tại Mỹ Philip Etcheney cho biết, lần đầu tiên ông nghe nói về thỏa thuận này trong các bản tin rò rỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Úc và trang Politico. Các quan chức Pháp khác thừa nhận họ đã hoài nghi có gì không ổn xảy ra cách đây một tuần, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức từ ông Blinken hoặc là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin quan chức mỹ đầu tiên nói đầy đủ ngọn ngành với đại sứ Etienne là chuck sullivan cố vấn an ninh quốc gia chỉ vài giờ trước khi thông báo công khai cho đến hiện tại khi mọi thứ đã trở nên sự hỗn loạn một số quan chức mỹ nói rằng họ lấy làm tiếc vì đã không thông báo với pháp tuy nhiên giới phân tích cho rằng hai nước sẽ sớm trở lại quan hệ bình thường tương tự như những quyết định tranh cãi khác trong quá khứ đây là lời giải thích từ australia Thủ tướng Scott Morrison cho biết vào khoảng lúc 20h30 phút tối ngày 16 tháng 9, tức là khoảng 11 tiếng trước khi sự việc được chính thức công bố, ông đã cố gắng gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia không nói rõ là hai nhà lãnh đạo có nói chuyện với nhau hay không. Bộ trưởng Tài chính Australia Simon Birmingham cho biết, việc đề cập thỏa thuận này trước khi nó được công bố chính thức là vấn đề rất nhạy cảm. Chúng tôi đã thông báo cho chính quyền Pháp sớm nhất có thể trước khi quyết định này được công bố trước đó chúng tôi đã trao đổi với pháp về sự thay đổi trong khu vực sự thay đổi trong cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực và sự thay đổi trong những thách thức đối với việc vận hành tàu ngầm thông thường đây là những lý do khiến chúng tôi phải thay đổi từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường sang tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đây là những vấn đề rất nhạy cảm và mang ra thảo luận truyền thông australia cho biết Đến nay nước này đã chi khoảng 2,4 tỷ AUD cho dự án chế tạo tàu ngầm với Pháp. Việc hủy hợp đồng này sẽ khiến Australia phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ, đến lúc này chưa biết số tiền đền bù sẽ là bao nhiêu. Việc không tiết lộ với Pháp trước về việc chuyển sang sử dụng tàu ngầm hạt nhân không chỉ làm Australia phải đền bù rất nhiều tiền mà còn ảnh hưởng đến quan hệ nước này với Pháp. Tuy nhiên vì tính chất nhạy cảm của vấn đề nên Australia dường như không có nhiều sự lựa chọn. Hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định ông không hối tiếc về quyết định này và đã đặt lợi ích của Australia lên trên hết. Mặc dù không mua tàu ngầm của Pháp, nhưng Australia vẫn đánh giá rất cao vai trò của Pháp trong khu vực. Trong những ngày qua, nhiều lãnh đạo cấp cao của Australia đã liên tục khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ với Pháp cũng như vai trò của Pháp trong khu vực và nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng phối hợp với Pháp và các đối tác khác trong tương lai. Một cuộc chiến ngoại giao sắp xảy ra Lãnh đạo Pháp Mỹ sẽ sớm điện đàm giải quyết căng thẳng về vụ tàu ngầm. Người phát ngôn chính phủ Pháp, Gabriel Attal, ngày 19 tháng 9 thông báo, tổng thống nước này là Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ tiến hành điện đàm trong vài ngày tới trong bối cảnh căng thẳng bùng lên liên quan đến một hợp đồng mua bán tàu ngầm. Theo ông Gabriel Attal, lãnh đạo Mỹ và Pháp sẽ có cuộc trao đổi qua điện thoại theo đề nghị của Biden. Dự kiến Macron sẽ yêu cầu tổng thống Mỹ làm rõ sau tuyên bố thành lập quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ, Anh, Australia ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo đó AUKUS cho phép Mỹ và Anh cung cấp cho Australia công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân, điều khiến Canberra quyết định rút khỏi thỏa thuận mua tàu ngầm của Paris. Ông Gabriel Auton tuyên bố, Pháp cần có những lời giải thích từ phía Mỹ. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Pháp triệu hồi đại sứ của nước này tại Mỹ và Australia về nước, thể hiện sự bất mãn đối với việc Mỹ và Australia bí mật đàm phán dẫn tới việc Camera hủy bỏ đơn đặt hàng mua tàu ngầm của Pháp. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Peter Dutton đã lý giải nguyên nhân hợp đồng đóng tàu ngầm với Pháp Ông Dutton cho biết chính phủ của ông đã thẳng thắn cởi mở và trung thực với Pháp và rằng họ lo ngại về thỏa thuận trên vốn vượt quá ngân sách và chậm hơn nhiều năm so với kế hoạch. Với tình hình thay đổi ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, không chỉ bây giờ mà trong những năm tới, chúng tôi phải đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia của chúng tôi, và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Với việc hạm đội tàu ngầm mới của Australia dự kiến sẽ không thể hoạt động trong nhiều thập kỷ tới, ông Dutton cho biết Canberra có thể cân nhắc việc thuê hoặc là mua các tàu ngầm hiện có từ Mỹ hoặc là Anh trong thời gian tạm thời. Bản thân thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã bác bỏ những cáo buộc của Pháp cho rằng Canberra lừa dối về các kế hoạch nhằm hủy bỏ hợp đồng. Ông Morrison cho biết, trên thực tế ông đã nêu những lo ngại về hợp đồng mua bán tàu ngầm với Pháp cách đây vài tháng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden lấy làm tiếc về động thái của Paris và sẽ làm việc trong những ngày tới để giải quyết những bất đồng. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần bình luận trên kênh Thời báo Sự Thật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều xin quý vị đến kèm với phần bình luận để đội ngũ chúng tôi có thể trả lời. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp trên kênh Thời báo Sự Thật. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận những bản tin mới nhất.